Xin chào cả nhà, em tiếp tục cập nhật máy rửa bát TL8 phục vụ các bác này. Con TL8 theo như em đánh giá là khá xuất sắc, mặt mũi đẹp, điều khiển các thứ ok quá nha. Hai bên thành vách còn rất phẳng phiu và đẹp. Bật chút. Con này đời 2016, giống TL9. Máy rửa bát quá nhiều rồi. Ngày nào cũng đăng rất là tiết cho các bác. Con này series máy của em nó là 0961. Máy rửa bát Nhật Bản sử dụng điện 100V, mỗi lần rửa hết 11 lít nước. Không cần hóa chất tẩy rửa, các bác vẫn dùng bình thường nhé. Rửa xong sấy khô diệt khuẩn sạch sẽ. Một con máy nội thất các thứ còn rất ok các bác này. Các bác dùng bột rửa thì các bác có thể cho vào khay này, hoặc là các bác cứ ném thẳng vào trong khoang này cho em. Còn viên rửa các bác ném thẳng vào đây nhé. Rửa bát Nhật đây. Nói chung là quay đi quay lại với các bác thì nó vẫn là như vậy thôi, vì nó không có gì thay đổi về tính năng. Mẫu mã thì cũng chỉ cơ bản có một vài cái mẫu mã thôi. Đấy, chủ yếu là nhằm mục đích giới thiệu máy với các bác là có máy. Đây, em còn khoảng bây giờ trong nhà chắc còn khoảng 50 chiếc. Mỗi ngày trung bình bán mấy chiếc thì còn 50 chiếc nữa. Các bác có nhu cầu mua máy rửa bát thì cứ liên hệ bên em nhé. Chuyên máy rửa bát rất là nhiều. Chuyên là khi các bác cần hỗ trợ gì về kỹ thuật hay là các linh kiện thì bên em đều có sẵn, vì cái nguồn hàng nhiều mà. Em riêng máy rửa bát thì em về trực tiếp em làm, em dọn, chứ không nhập lại của anh em. Cho nên là máy móc các bác yên tâm về chất lượng. Con TL8 bán 4.8 có nhãn mã số 9, rất là đẹp. Bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa bên áp. Các bác có nhu cầu máy rửa bát mua về phục vụ vợ con, giải phóng sức lao động và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe các bác. Rửa không cần hóa chất tẩy rửa. Mỗi lần rửa thì hết có nửa số điện và 11 lít nước thôi. Rất là tiết kiệm các bác. Các bác nào có nhu cầu vào ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.